Sao tất cả ai ở cái giai đoạn này á mới thấy cơm nguội là chân ái, nhà của Hoa Sơn giờ không còn bột gạo mà mua cũng chẳng được, nên lấy một chén cơm nguội đem đi xay nhuyễn như thế này để thay thế bột gạo. Tiếp theo là rắc bột năng lên từ từ, trộn cho đều, rắc đến khi nào mà hai thứ nó quyện lại á, cho khô ráo á, mình bắt đầu đem nhồi. Dẻo và mịn như thế này nè, rất là mịn luôn. Thấy cục bột của Hoa Sơn không, dẻo ghê luôn á. Bây giờ phải chia làm hai phần nè, lấy một cục bện vô cái chai, làm theo mấy người già xưa luôn, cán cho nó đều, cho bột nó quấn vòng cái chai như thế này nè là được. Bắt đầu mình đem đi tiến hành nha. Nước sôi râm râm mình sẽ xắt vô cái nồi. Ngày xưa lúc nhỏ khi mà mẹ qua sân làm á, ngồi cạnh bếp lửa ngắm nghía đâu được làm, giờ có thể tự tay làm để đãi cả nhà nè. Trong quá trình làm á, mình sẽ dùng đũa mình khuấy nhẹ cái đít nồi để tránh tình trạng mà nó bám đít. Cái hình ảnh bánh canh bột sắt này á, ai mà biết chắc cũng tay xách nách mang mấy đứa ha bà con. Xong rồi qua sân sẽ cho đường vào, mình có thể sử dụng đường thốt nốt hoặc đường cát để cho cái màu vàng đẹp cũng như rất là thơm. Sau đó mình sẽ dặn lên tí muối và đảo nhẹ tay thôi, lửa nhỏ sôi thế này là nồi bánh canh mình đã hoàn thành rồi đó. Giờ bán cho chén 5.000 nè. Đây là bánh canh á, ngọt bột sắt của người miền Tây, chan nước cốt lên với lại một ít đậu phộng á, là thơm nức mũi luôn á bà con. Bây giờ mình thưởng thức. Theo Hoa Sơn á, thì món này á, nó rất là dân dã và ngon luôn, mà không biết miền khác thì cảm nhận như thế nào. Húp.